Thưa quý vị và các bạn, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ được sản xuất cách đây đã 60 năm. Nền công nghiệp hàng không nước Mỹ đã nhiều lần nâng cấp B-52, dự kiến sử dụng tới tận năm 2040. Trang Discovery mới đây vẫn chọn B-52 là máy bay tốt nhất, mạnh nhất trong top 10 máy bay của thế giới. Trận Điện Biên Phủ trên không trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng đã quyết định sự thành công của Hiệp định Paris, thống nhất đất nước. Đến tận ngày nay, các chuyên gia quân sự từ hai phía đều có những nhận định gây tranh cãi về Lightbreaker 2, nhưng đều khẳng định một điều, Việt Nam đã giành chiến thắng. Chúng ta cùng xem những nhận định từ hai phía Xô, Mỹ trước sự kiện Việt Nam hạ gục pháo đài bay B-52. Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ khi ra đời năm 1952, máy bay B-52 luôn giữ vai trò trụ cột cho sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ. Từ thời kỳ là phương tiện dùng để uy hiếp Liên Xô, ồ ạt đánh bom Việt Nam, hay cho tới những năm gần đây là yểm trợ cho các chiến dịch không quân hiện đại ở Nam Tư, Iraq và Afghanistan. Theo Không quân Mỹ, các máy bay ném bom B-52 đã vận chuyển tới 40% lượng vũ khí mà lực lượng đồng minh thả xuống trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991. Gần đây nhất, B-52 vẫn được Không quân Mỹ sử dụng để thực hiện các sứ mệnh mà lực lượng này gọi là để bảo đảm an ninh và răn đe gần biên giới Nga và Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với TASS and Purple, Eric Single, trưởng bộ phận mua sắm của đơn vị tấn công toàn cầu Không quân Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc có ý định sử dụng B-52 ít nhất cho tới năm 2050. Thảm bại trên chiến trường Việt Nam. Với mưu đồ đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá và buộc Hà Nội phải ký Hiệp định Paris theo ý định của Mỹ, cuối năm 1972, Mỹ phát động chiến dịch Lightbreaker 2 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu quan trọng khác kéo dài liên tục trong 12 ngày đêm. Lightbreaker 2 là sự nối tiếp của các chiến dịch ném bom Lightbreaker 1 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1972. Nhưng điểm khác biệt lớn là lần này Mỹ thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay ném bom chiến lược B-52. Đây là những cuộc ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam và là một trong những cuộc tập kích có cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã huy động tổng cộng là 726 lượt máy bay B-52 và gần 2.000 lần máy bay chiến thuật. Riêng trên địa bàn Hà Nội, có tới 444 lượt chiếc máy bay B-52 được huy động, chiếm đến trên 60% tổng số lần máy bay B-52 xuất kích. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí và sáng tạo, quân và dân miền Bắc Việt Nam đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của Mỹ, làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, chấn động địa cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, siêu pháo đài bay B-52 đã bị thất trận và Không quân Mỹ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề nhất. Cụ thể, trong 12 ngày đêm kiên cường chiến đấu, Việt Nam đã bắn rơi tổng cộng 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52. Đứng trước những thất bại nặng nề, 7 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận nối lại hội nghị Paris về Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết. Trận đánh ngày 19 tháng 12 năm 1972. Trong cuộc không kích vào ngày 19 tháng 12 vào thành phố Hà Nội, số lượng máy bay trong đội hình tấn công là 66 chiếc. Phi đoàn máy bay chiến lược có 24 chiếc B-52. Mục tiêu tấn công là sân bay Bạch Mai và 3 khu vực dân cư khác nằm ở phía Tây Bắc và phía Tây, cách trung tâm Hà Nội 10 đến 12 km. Cuộc ném bom từ phía Bắc sang phía Tây theo dải kéo 20 đến 25 km, giãn cách mỗi đợt ném bom là 0,6 máy bay trong 1 phút. Tham gia đánh trận này có 9 tiểu đoàn tên lửa. Nhiệm vụ tấn công mục tiêu được giao trực tiếp từ Sở Chỉ huy Trung đoàn, tiếp nhận thông tin từ các đài radar quan sát tầm xa. Mệnh lệnh tác chiến truyền trực tiếp từ cấp sư đoàn. Thời gian cung cấp tọa độ mục tiêu theo giãn cách 10 giây. Ngoài các thông tin tiếp nhận từ các đài radar trinh sát, bộ đội tên lửa còn sử dụng thiết bị quang học để phát hiện mục tiêu. Trong trận đánh này, các đơn vị tên lửa đã phóng 19 lần, tiêu hao 35 tên lửa và chỉ diệt được một máy bay B-52. Ngày thứ 3 của cuộc tập kích, đây là thời điểm cao trào và rất căng thẳng đối với các kíp trắc thủ tiểu đoàn, các trắc thủ trung sư đoàn.
Đây cũng là thời điểm bộc lộ rõ nhất vấn đề thiếu kinh nghiệm tác chiến trong điều kiện đánh trả một cuộc tập kích đường không quy mô lớn trong tình huống rất phức tạp của không gian chiến trường. Đó là mật độ nhiễu dày đặc, địch đánh phá các trận địa tên lửa bằng tất cả các biện pháp khác nhau. Những kết quả của hai ngày trước đã khiến các trắc thủ hoặc quá tự tin hoặc thiếu tự tin, xuất hiện lỗi khi theo dõi mục tiêu, do tâm lý nên lúng túng khi chuyển chế độ thụ động và chủ động của đài radar. Khoảng 70% lần phóng tên lửa ở các khoảng cách từ 32 đến 40 km khi đeo bám mục tiêu trong điều kiện nhiễu dày đặc gặp khó khăn, gây tâm lý căng thẳng cho kiếp trắc thủ và không đảm bảo dẫn đạn chính xác. Một tình huống khác là do di chuyển trận địa, số lượng tên lửa có trong tiểu đoàn không đủ cơ số. Hầu hết các tiểu đoàn chỉ còn khoảng 7 đến 8 tên lửa, gây khó khăn cho quyết định phóng. Trong 19 đợt phóng tên lửa, 3 lần phóng 1 đạn, còn lại là 2 đạn. Tâm lý sợ thiếu đạn cũng gây ảnh hưởng đến kết quả bắn. Ngoài ra còn có lỗi xác định nhầm mục tiêu, đã nhận nhầm một tốp F4 nghi binh trong dải nhiễu dày đặc là B-52. Trong trận chiến ngày 19 tháng 12 năm 72, các chuyên gia Mỹ đã nhận xét đường bay của cuộc không kích không thay đổi, độ cao các máy bay khoảng 10 km. Đây là độ cao mà các nhóm máy bay tiêm kích đa năng F4 có thể gây nhiễu thụ động, che chắn cho B-52 tốt nhất. Giãn cách giữa các tốp máy bay B-52 là khoảng 4 phút bay. Các tốp máy bay B-52 và phi đội 3 chiếc được phép bay tản ra để tránh tên lửa và máy bay tiêm kích khi đến sát mục tiêu và sau khi ném bom. Cũng trong cuộc không kích này, các chuyên gia Mỹ cho rằng đã sử dụng 93 máy bay ném bom B-52. Bộ đội tên lửa Việt Nam đã phóng khoảng 180 tên lửa V-750, nhưng không có máy bay nào trúng đạn. Theo các chuyên gia Mỹ, bộ đội tên lửa Việt Nam đã gặp tổn thất và tâm lý căng thẳng. Phương thức gây nhiễu đã có hiệu quả tốt trong trận không kích này. Trận đánh ngày 26 tháng 12 năm 1972. Trận đánh đạt hiệu quả cao nhất của bộ đội tên lửa Việt Nam trên bầu trời Hà Nội chính là ngày 26 tháng 12. Thời gian không kích là vào lúc 22:15 đến 23:24. Tham gia không kích vào thủ đô Hà Nội có 80 máy bay, trong đó có 36 chiếc B-52. Mục tiêu của cuộc không kích nhằm vào sân bay Gia Lâm, ga xe lửa Đông Anh, Yên Viên về phía tây thành phố Hà Nội và một số khu vực nằm về phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 đến 10 km. Cuộc không kích của máy bay ném bom chiến lược được tiến hành từ 3 hướng: hướng tây bắc với dải ném bom kéo dài 10 km, hướng tây 15 km, hướng đông nam 10 km. Thời gian toàn bộ cuộc không kích kéo dài 24 phút, mật độ không kích khoảng 1,5 máy bay mỗi phút. Trong ngày, hai tiểu đoàn tên lửa của cụm phòng không Hải Phòng là tiểu đoàn 71 và 72 được điều chuyển lên phòng thủ Hà Nội. Đồng thời có hai tiểu đoàn bị thiệt hại nặng, mất khả năng tác chiến. Trong biên chế cụm phòng không Hà Nội có 13 tiểu đoàn tên lửa. Nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ đạn, cụm phòng không Hà Nội đã tiêu diệt 6 máy bay B-52. Các tên lửa đã tiến hành 24 lần phóng đạn, tiêu hao 45 tên lửa. Trong trận đánh này, năng lực tác chiến của các đơn vị tên lửa đạt mức 75%. Hiệu suất bắn trung bình đạt thấp 0,25. Mức tiêu hao tên lửa là 7,5 trên một máy bay. Hiệu quả tác chiến trên cao do các kiếp trắc thủ từ cấp chỉ huy đến cấp tiểu đoàn tên lửa đã nhuần nhuyễn kỹ năng tác chiến, thành thục trong khai thác sử dụng tên lửa, đồng thời kinh nghiệm cũng như độ ổn định tâm lý chiến đấu đạt ở cấp độ cao. Các kiếp trắc thủ cấp chỉ huy trung đoàn và cấp tiểu đoàn hành động tự tin, chắc chắn, chiến thuật lựa chọn mục tiêu thông minh, sáng tạo và đặc biệt là sử dụng nhuần nhuyễn các chế độ hoạt động của radar. Phóng tên lửa trên khoảng cách hợp lý 25-35 km, trong 5 lần phóng đạn, diệt mục tiêu, khoảng cách bắn là 28-32 km, nhưng vẫn còn có các lỗi kỹ thuật. Hai lần máy bay B-52 do cơ động tương đối đặc biệt đã bị xác nhận nhầm là tốp F4, do đó không bắn. Trong 24 lần phóng đạn có 4 lần phóng chỉ một tên lửa, trong đó có 2 lần phóng đuổi theo mục tiêu, 1 lần phóng 3 đạn liên tiếp, còn lại đều phóng 2 đạn một mục tiêu. Trong trận đánh ngày 26 tháng 12, các chuyên gia Mỹ nhận định đây là một ngày thảm họa. Các tốp máy bay B-52 bay vào Hà Nội đã bị lực lượng radar không quân và tên lửa phát hiện sớm, đồng thời xác định rất rõ tốc độ, độ cao đường bay và phân biệt chính xác các tốp F4 với các pháo đài bay B-52. Trận đánh kết thúc với 6 máy bay rơi. Cũng theo các nhà bình luận quân sự Mỹ, sai lầm thuộc về Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Bình Dương. Phi đoàn không kích kéo dài trên không với khoảng cách là 113 km. Các phi công gọi là cuộc dạo chơi của các chú voi trên một đường bay cố định với tốc độ cố định và độ cao không thay đổi. Điều đó đã tạo nên một con đường cố định thuận lợi cho SA-75 Lee
tác chiến và bắn hạ máy bay Mỹ. Mặc dù vậy, nhưng các nhà bình luận quân sự Mỹ vẫn nhận định, mặc dù phòng không Hà Nội là lực lượng phòng không mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng vẫn không thể bảo vệ các mục tiêu không bị thiệt hại bởi các cuộc không kích. Bị bắn rơi, các phi công B-52 Mỹ cay đắng tự thú. Đại úy Hoa Tiêu B-52 Robert Sutton khai rành rọt sau khi bị bắt sống. Chúng tôi xuất phát từ đảo Guam. Khi chúng tôi đang giải trí ở câu lạc bộ sĩ quan, một số đã chuẩn bị đi ngủ, thì lệnh trên gọi đi ngay, lệnh cấp tốc, hoạt động nhiều tốt cùng một lúc. Chưa bao giờ huy động lớn đến thế, ai cũng bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là ngay phổ biến nhiệm vụ đánh vào vùng Hà Nội. Chúng tôi lo ngại nhìn nhau, có đứa bảo, thế là hết Noel. Mấy viên đại tá cơ quan tham mưu bảo chúng tôi, không có gì phải lo cả, đi ném bom đêm, bay cao, cứ bám đuổi nhau cho chặt, chiếc nọ thẳng hàng chiếc kia, rồi bám đuôi nhau trở về, sẽ trở về đủ, không có gì đáng lo. Robert còn được các chỉ huy đảm bảo, đi đánh đêm, MiG và trận địa tên lửa không nhìn thấy được. Rồi thay vì được ngủ một giấc tại Guam là đi thẳng vào Hilton Hỏa Lò, ngủ dài, ngày lẫn đêm. Còn trung tá lái chính B-52 Henry Yan thì không thể quên những ngày trước khi vào Hỏa Lò nghỉ ngơi. Mọi người lên xe Jeep đi tới một dãy nhà một tầng màu xám. Ở đó người ta họp phổ biến nhiệm vụ cho các phi công trước khi đi ném bom. Không khí lặng lẽ và chìm đắm. Nhưng ai chưa đến lượt thì đi nằm tại buồng riêng thở dài, nghĩ đến gia đình. Những người sắp lên máy bay thì lặng lẽ nhìn nhau, không nói chuyện nhiều như trước. Trong cuộc họp người ta còn nói tới cả những hoạt động đi cứu của phi vụ hôm trước, nhưng không nói rõ thiệt hại ra sao. Việc giấu giếm úp mở càng làm khủng hoảng thêm về tâm lý đối với những người sắp ra đi như tôi lúc bấy giờ. Tất cả là màu xám, một phòng họp màu xám dưới một bầu trời màu xám. Hôm ấy là ngày 22 tháng 12, máy bay của tôi đi đầu tốp thứ 3 trong số 4 tốp của hướng chúng tôi, xuất phát từ Utapao, Thái Lan lúc 1 giờ 30 sáng. Máy bay của tôi chở bom 700 và 500 cân Anh. Lúc bấy giờ chúng tôi đang ở độ cao 10 km, tốc độ khoảng 900 km/h. Khoảng 4 phút trước khi tới mục tiêu là Hà Nội thì chúng tôi được báo động có hiện tượng nghi ngờ là máy bay MiG đang săn đuổi. Ngoài ra, với mắt thường, chúng tôi có thể thấy rất nhiều tên lửa SAM bay vút lên phía chúng tôi. Máy bay của tôi liên tiếp hai tên lửa SAM tấn công. Sau khi bị hỏng vì quả SAM thứ nhất, chúng tôi không liên lạc được gì với nhau. Tôi đang cố gắng giữ cho máy bay bay thẳng thì bị tiếp quả SAM thứ hai. Máy bay bị hỏng nặng, cửa kính chắn gió ở buồng lái vỡ tung. Hệ thống điện trong máy bay hoàn toàn mất hiệu lực. Hai động cơ máy bay bị cháy, cánh trái cháy, điện đài liên lạc để cứu cũng không liên lạc được. Tôi là phi công lái chính và là người chỉ huy phi hành đoàn. Tôi rất muốn liên lạc với mọi người trong nhóm, nhưng cả người lái phụ tôi cũng chẳng biết số phận anh ta ra sao. Ghế dù bật tôi ra khỏi máy bay, chiếc máy bay khổng lồ 8 động cơ mà tôi lái đang cháy sáng rực như một quả cầu lửa lớn. Xung quanh tôi, tên lửa, đạn pháo nổ, réo vun vút, thật là kinh khủng. Khi dù sắp hạ tôi xuống đất thì đã có rất nhiều người chờ sẵn để bắt tôi. Trong một kiếp bay khác, Trung úy Hoa Tiêu William Thomas Mayo thì than phiền với những người bắt mình. Theo quy định của giáo trình dạy người lái B-52, nếu gặp bất trắc phải xử lý nhảy dù thì người lái chính phải ra lệnh cho toàn kiếp, sau đó thứ tự nhảy dù quy định như sau. Thứ nhất, người giữ súng được nhảy đầu tiên. Thứ hai và thứ ba là hai Hoa Tiêu vì không cần đến họ nữa. Thứ tư là sĩ quan điện tử. Thứ năm là phụ lái và cuối cùng là lái chính. Vì hai người này phải giữ cho máy bay thăng bằng, phải cầm lái đến giây cuối cùng, đảm bảo an toàn cho kíp bay lần lượt nhảy dù hết. Tài liệu nhắc rõ là người lái chính phải nhảy dù cuối cùng, khi trong máy bay không còn ai. Thế nhưng, trong máy bay của tôi, hai thằng lái lại nhảy trước tiên. Chúng nó cầm lái, chúng nó nhận ra nguy hiểm đầu tiên, và chẳng lệnh ra cái gì cả. Tự chúng nó hấp, thoát thân, mặc chúng tôi. Cũng may, tuy bịt kín tai bằng máy nghe, nhưng tôi thấy máy bay rung mạnh, ngước nhìn lên thì chẳng thấy thằng nào còn ngồi ở ghế. Tôi liền vội bấm nút nhảy dù. Tôi ngồi ở tầng dưới, hệ thống nhảy dù của tôi không phải bật lên mà là tụt xuống dưới. Từ bụng máy bay bật thẳng xuống, rơi tõm theo hướng thẳng đứng khá mạnh. Chậm một tí nữa, máy bay lật ngửa bụng là tôi chết cháy. Kết quả chiến dịch phòng không Điện Biên Phủ trên không nhìn từ hai phía. Theo các chuyên gia quân sự Liên Xô,
trong chiến dịch 12 ngày đêm đánh trả cuộc tập kích đường không của máy bay ném bom chiến lược Mỹ. Lực lượng tên lửa phòng không đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Hà Nội và Hải Phòng. Liên tục trong 12 ngày đêm, các đơn vị tên lửa thường xuyên tiến hành từ 10 đến 12 lần phóng đạn, hoặc nhiều hơn, tiêu diệt 31 chiếc B-52 trên bầu trời Hà Nội. Không quân Việt Nam trong 12 ngày đêm chỉ xuất kích 31 lần, tiến hành 8 trận không chiến, bắn rơi 7 máy bay, chiếm 9% tổng số máy bay bị bắn hạ. Trong đó có 2 B-52. Các trận không chiến với F-4 mang tính chất thường xuyên, sử dụng biên đội 2 MiG. Không chiến với B-52 thực hiện chế độ săn đêm, hoàn toàn mang tính thử nghiệm. Lực lượng pháo phòng không các cỡ nòng vẫn duy trì hiệu quả chiến đấu cao. Trong 12 ngày đêm đã bắn hạ 20 máy bay, chiếm 25% tổng số máy bay bị hạ, có 5 chiếc F-111. Tổng kết chung trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, lực lượng phòng không không quân đã bắn hạ tổng số 81 máy bay, trong đó có 34 chiếc B-52 và 5 chiếc F-111. Nhận định từ phía các chuyên gia Mỹ. Chiến dịch Lightbreaker 2 đạt được mục tiêu chính trị đề ra là đưa Hà Nội trở lại bàn đàm phán Paris. Trong chiến dịch đã chứng minh được tính hiệu quả hoạt động tác chiến, liên kết phối hợp các lực lượng liên quân, đóng vai trò then chốt là lực lượng máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến thuật không quân, không quân hải quân. Trong chiến dịch Lightbreaker 2, B-52 đã thực hiện 729 lần xuất kích theo kế hoạch là 741, ném xuống Hà Nội và Hải Phòng là khoảng 15.000 tấn bom. Cũng theo các chuyên gia Mỹ, Việt Nam đã sử dụng là 1.240 quả tên lửa. Mỹ chỉ mất 15 máy bay B-52, nhỏ hơn là 2% số lượng theo biên chế. Trong số 92 phi công ném bom chiến lược bị bắn rơi, 25 phi công được cứu hộ, 26 phi công được trao trả tù binh năm 73, số còn lại hoặc tử trận hoặc mất tích. Cũng theo các chuyên gia và tướng lính Mỹ, nếu chiến dịch Lightbreaker 2 tiếp tục kéo dài, Mỹ có thể giành chiến thắng và chính quyền Sài Gòn sẽ không sụp đổ. Người Mỹ nói về thất bại. 5 năm sau trận thua trên bầu trời Hà Nội, đại úy phi công B-52 của Mỹ là Darren Kowski đã viết bài đăng trên tạp chí US Air Force phân tích về nguyên nhân thua cuộc của người Mỹ. Viên phi công này nêu lên nhiều vấn đề, nhưng theo anh ta có 3 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thất bại là quá trình oanh tạc nhỏ giọt từng đợt, thiếu yếu tố bất ngờ và thiếu sự linh hoạt trong chiến thuật. Darren Kowski cho rằng trong chiến dịch Lightbreaker 2, không quân Mỹ đã tiến hành đánh phá các mục tiêu thành các đợt cách nhau đến hàng giờ liền. Điều đó giúp cho hệ thống phòng thủ của đối phương có thời gian hồi phục để đối phó với đợt sau, khi đã sửa chữa sai lầm bằng cách dùng 5 đợt B-52 đồng thời từ nhiều hướng vào ném bom, thì số thiệt hại máy bay mới giảm. Ở điểm này có lẽ Darren Kowski đã nhầm lẫn hoặc cố ý nói như vậy để tăng sức thuyết phục cho luận điểm của mình, bởi vì sau khi ngừng 36 giờ với lý do nghỉ Giáng sinh, thực tế là để điều chỉnh chiến thuật, thì đêm 26 tháng 12, không quân Mỹ đã tập trung 105 B-52 đánh cả Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên từ nhiều hướng, nhưng lại mất 6 B-52 với 4 chiếc rơi tại chỗ. Rõ ràng thiệt hại không hề giảm khi tăng tần suất ném bom, như Darren Kowski nói. Về yếu tố bất ngờ, Darren Kowski nói, các tốp B-52 không giữ được các yếu tố này khi mà mọi chiếc B-52 đều phải bay vào bay ra theo đường bay của chiếc đầu tiên ở cùng một độ cao và tốc độ. Viên phi công viết, mỗi đêm khi chiếc B-52 đầu tiên bay qua thì các chắc thủ đối phương có thể biết chính xác chiếc B-52 tiếp theo sẽ bay tới vị trí nào. Lẽ ra phải nghĩ đến các đợt oanh tạc ở tầm thấp để gây yếu tố bất ngờ. Ít nhất cũng phải cho máy bay B-52 bay ở nhiều độ cao và tốc độ khác nhau. Kết hợp với yếu tố này là yếu tố linh hoạt trong chiến thuật. Darren Kowski phân tích tiếp, chiến thuật không thay đổi kịp với những thay đổi của tình hình. Thí dụ, nếu một chiếc F-105 báo tin toàn bộ tên lửa SAM-2 ở một khu vực đã bị tiêu diệt, tạo nên một lỗ hổng trong chu vi phòng thủ của SAM, các máy bay B-52 vẫn không được phép thay đổi đường bay để lợi dụng lỗ hổng này mà cứ phải bay vào mục tiêu theo đường bay đã định sẵn. Đêm đầu tiên khi giải nhiễu đã bị gió thổi tạt đi, các phi công vẫn không được phép điều chỉnh đường bay và mục tiêu trong khoảng từ 24 đến 32 km để lợi dụng giải nhiễu này. Đúng như viên phi công Mỹ nói, Việt Nam không bị bất ngờ về cuộc tập kích của B-52 từ góc độ chiến lược tới chiến thuật. Ta đã dự đoán và chuẩn bị từ lâu cho trận đánh này. Về thời điểm chính xác mà Mỹ sẽ khai hỏa chiến dịch, ta cũng nắm được qua tình báo và các nghiệp vụ kỹ thuật. Bởi thế, ngay trong đêm đầu ta đã bắn rơi ngay 3 chiếc B-52.
Tuy nhiên, về yếu tố linh hoạt chiến thuật thì luận điểm của Drenkowski đưa ra thì cũng chưa thuyết phục lắm, bởi vì ngay chính các nhà khoa học và chiến thuật gia của không quân Mỹ cũng thấy rằng tập trung hàng trăm máy bay B-52 đánh phá một vùng trời chật hẹp ở Hà Nội, nếu các máy bay B-52 cơ động thì rất dễ va chạm vào nhau gây tai nạn. Ngay chính khi bay trong đội hình ở độ cao và tốc độ ổn định mà B-52 còn phải bật rất nhiều đèn để tránh va quệt, nên khả năng cơ động trên không để tránh đòn và tận dụng lỗ hổng là không khả thi. Trong một cuốn sách xuất bản sau bài báo của Drenkowski 2 năm, cuốn The Vietnam War của John Greenwood thì lại làm phong phú thêm các nguyên nhân thất bại của không quân Mỹ. Tác giả đã nhấn mạnh đến yếu tố gió như một thuận lợi cho Việt Nam. Đêm đó, tức 18 tháng 12, cũng như hai đêm sau, gió từ hướng Tây Bắc thổi mạnh với tốc độ lên tới trên 100 dặm trên giờ đã đẩy các máy bay B-52 bay nhanh vào thung lũng sông Hồng, nhưng cũng thổi bạt sợi nhiễu ra khỏi các hành lang trước khi các pháo đài bay kịp tới. Cùng với đó, Greenwood cũng nhấn mạnh rằng, hơn nữa, khi ra khỏi mục tiêu, các máy bay B-52 phải ngoặt trở lại bay ngược chiều gió mạnh 100 dặm trên giờ, nên tốc độ rút lui chậm lại quá nhiều và hướng gây nhiễu bị chệch, khiến cho radar của các trận địa tên lửa đất đối không lân cận có thể lọt qua những chỗ yếu trong màn nhiễu. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Nixon rốt cục cũng đã phải xuống thang, tuyên bố chấm dứt ném bom hoàn toàn miền Bắc, ngồi vào bàn đàm phán ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, có hiệu lực từ 7 giờ ngày 28 tháng 1. Kissinger đã phải thừa nhận với các đại biểu Việt Nam tại Paris, các ngài không những là anh hùng mà còn thông minh. 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không đã là đòn giáng mạnh và tư tưởng sùng bái công nghệ và máy móc, coi học thuyết ném bom chiến lược như một giải pháp cho mọi cuộc xung đột và bom là thứ thuốc trị bách bệnh của Mỹ. Đối với Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, riêng về mặt quân sự, ta đã chiến thắng vì căn bản đầu tiên là ta không bị bất ngờ, mà ngược lại còn khiến cho kẻ địch bị bất ngờ vì những cố gắng và nỗ lực của ta.